Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo ở dưới khu sạc Galgobon này. Mình tiếp tục solo ở squad ở cái map 1. Và không ngoài chỗ nào khác cả, những cái khu đông đúc thì mình sẽ nhảy vào. Nói chung ở trong cái map này ấy, chỉ có những cái khu đảo hoặc là những cái Pochinki chẳng hạn, hoặc là khu quân sự thì may ra thì mới có đông người để bắn thôi. Nên là quanh đi quẩn lại thì mình vẫn sẽ vào những cái khu đông như thế này, có thể solo squad mượt mà nhất cho anh em xem. Đấy, vừa xạo lìn vậy thôi mà thanh niên kia đã bắn mình rồi, đậu phộng bạn luôn. Bạn cứ chờ đấy, 10 quân tử 15 trả thù chưa muộn anh em ạ. Thì trong khu cảng này trận này khá là đông, không phải là khá đông mà là quá đông luôn. Đây này, gần mình có tiếng chân này, chạy đâu vậy anh giai? Quân tử đã nó công lên này. Mấy thanh niên này bắn được mình xong rồi nhảy công lên định ăn mình á. Bạn ơi, thịt người không dễ ăn bạn ơi. Bắn căng thế nhở. Đây này, trèo lên thùng à. Trèo lên thùng này. Trèo lên thùng này. Này thì công này. Chính là cái thằng này vừa cầm DP vẩy cho mình vài viên đây. Bạn đèn lắm. Vẫn còn thằng bạn nó nữa. Đậu phộng bạn luôn. Chạy à. Ui, nó chạy được sang bên kia rồi anh em ạ. Đây đây, mình sẽ lên dần dần. Ui, ui bên kia giã nhau kìa. Ô, ngon. Một cháu. Ngon này. Ui, gạt được luôn hai mạng anh em ạ. Thơm thế. Được thực sự nhờ. Có thằng ngồi ở gốc cây này. Gốc cây này. Nhung à. Lốc được thanh niên Nhung nữa rồi. Vậy là mình lốc được hai mạng ở bên đấy. Nhảy nhót. Từ từ, mình đang định công sang cái thanh niên này, nó lại gần mình quá. Không được, không được. Ui, trong kho bên này vẫn bắn. Đồng thế nhở. Chạy sang rồi. Chạy sang này. Chạy lên quận. Nào. Hello bác Tài. Hello bác Tài. Bác chạy đi đâu? Ui, này có quả le gun này. Được nhở. Úi giời ơi, thơm. Được thực sự luôn. Mình cầm cây DB này, DB bắn đang sướng anh em ạ. Mặc dù thay đạn hơi lâu nhưng mà đang phê. Nên là mình quyết định là không đổi. Tự đã uống nước, uống máu các thứ đã. Bây giờ mình công vào trong cái đống này. Vừa mình núp được hai cháu ở bên này. Đâu rồi? Có chú... đây rồi. Nghe tiếng chân của chú chim nhỏ rồi. Chú chim nhỏ. Đâu rồi? Chú chim nhỏ cầm DB này. Cờ lìa luôn anh em ạ. Được. Thế là trong kho cái vẫn còn tiếng bắn. Đông thực sự. Từ từ đã. Làm thêm cái bằng đít nữa cho nó đẩy lên anh em ạ. Quấn cái phớt tầm này thì hơi phí. Để tí nữa chẳng may bị bắn phát thì còn có cái đời dùng. Nước này chạy một lúc nữa là hiệu ứng cũng đẩy ngay giờ mà anh em. Đây trong kho đây. Đâu hết rồi. Bắn ghê lắm mà các cậu. Hello mấy anh trai. Đây này. Đây này. Cờ liêm một team khác. Anh em đang bắn ai thế? Chạy kìa. Đây đây, mình câu vào luôn. Nó đang ở ngoài. Mình cứ tưởng ở trong kho thì mình sợ chứ. Chứ nếu mà ở bên ngoài thì chơi luôn. Ui, giã nhau, giã giò. Càng. Ui, càng. Được. Đây là mình là người thứ ba này. Người thứ ba này, luôn luôn là người có lợi này. Đâu rồi? Người thứ ba luôn luôn là người có lợi. Ủa, đây này, đây có thằng này. Người thứ ba là người có lợi. Thế là gọi là vào ăn thôi được một mạng anh em ơi. Bây giờ thì mình đẩy sang. Thanh niên kia cũng bị mình bắn yếu rồi. Đẩy sang trong trường hợp này là hợp lý này. Ngồi ở chỗ góc thùng đúng không? Chạy à? Chạy vào kho à? Nào, chạy vào đây. Lại một thanh niên đã chạy vào kho. Biết mình ở trong này rồi đúng không? Đi tìm kìa. Ơi, ngáo ngơ này. Ngáo ngơ này. Đẩy luôn đi thanh niên. Ngáo ngơ này. Trời ơi. Game hơi dễ anh em ạ. Được thực sự. Đấy, nhẹ nhàng. Cờ lia khu cảng. Hợp lý luôn. Ủa, 10 kill. Tự tử đã. Xem mấy thanh niên này có gì. Mình có cả thính mà. Mình bắn luôn cái thính ở trong cảng này. Trong cảng trong bo mà. Tự thêm ít đạn xanh. Để bề sấy sấy tầm đầu game mượt sướng thật anh em ạ. Đây, bây giờ mình ra bên đầu này mình bắn cái thính.
chỗ này không bắn được, mình phải trèo sang bên này, mình phải trèo lên đây, đây đây đây, lên, tại vì là chỗ này bắn nó hay rơi với mấy cái mấy nhà lắm, nên là bắn lên vào đấy thì khó lấy. Đây đây đây, tầm này bắn là hợp lý rồi này. Thính rơi rồi, xem thính có gì nào. Ủa ôi, combo Groza mới ốp. Xin luôn cái ốp, lấy cả Groza luôn anh em ạ. Trận này chơi Groza luôn. Bắn cho nó mắc phê, đi thôi. Quá ngon. Sau khi, úi giời ơi, dã dò này. Ôi, được được, ui khu, ui. Bắn căng, mấy ông là bắn căng thế. Mình lại là người thứ ba này. Đang công nhau ở trong khu nhà. Ui, ui giời ơi. Căng đét anh em ạ. Ui, dã dò bên trong này này, từ từ. Tặng cho bạn em mấy quả bom này. Đây đây đây, mình sẽ tiếp thêm lửa cho các bạn đây. Tiếp thêm lửa đây. Tiếp thêm gọi là chút tiếng nổ để cho các bạn dã nhau cho giòn này. Thêm quả nữa này. Thêm quả bên trên này. Bây giờ thì ù tai này. Bây giờ thì mình công vào này. Bây giờ là đến giờ của mình rồi. Đến thời của mình. Đang ù tai. Làm gì mà biết mình vào. Này là đang giòn rén. Hello mấy bác tài. Hello mấy bác tài. Đi đâu vậy? À, lọc cọc lọc cọc. Có xe tới. Vãi nhở. Đồng đấy. À chạy ra sau nhà. Nào. Chạy ra đây mà ăn mình. Chạy ra đây mà ăn mình. Groza đấy cậu. Confirm luôn. Còn một cháu nữa. Groza đấy. Nó mạnh lắm. Đâu rồi? Mình nghe tiếng chân mà. Đâu rồi ta? Đâu rồi? À. Ngồi chồm hổm ở trên này này. Ui dồi ôi. Một mả đạn Groza vào đít. Ui, đi tầm đấy có mà chết. Có mà chít bê tông vào thì cũng lát thôi. Groza tầm gần nó mạnh lắm anh em ạ. Nó phải gọi là tốc độ xả đạn nhanh nữa chứ. Xong rồi mạnh các kiểu, các thứ, các thứ. Ui giời. Tầm này mà Groza đi công nhà rồi ủi xác này. Thế là chứng tỏ là vừa nãy ở đây là rất đông luôn. Phải đến cả hai team nguyên dã nhau ở trong cái khu này. Và team còn lại chỉ còn 3 tên thôi. Thì mình xúc cả ba luôn. Giảm thanh này. Được rồi, trận này mình lắp thêm cái giảm thanh xem nó sẽ nó dư nào. Lọc đồ đã. Ui, nhiều ông tiêm thế. Trích này có bằng nghiện hết. Thôi té rồi. Ui, có tiếng tới. Có tiếng xe. Ồ, có bóng ai. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Ui, công vào luôn này. Ui, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê say. Cuốn lấy áng mây. À đây rồi. Cuốn lấy áng mây. Úi trời ơi. Một thanh niên, có một thanh niên là vòng ra, vòng ra sau. Ủa ôi, ưu định mệnh. Trời ơi, mình quên nắp cái X6 vào Groza chứ. À, công ra này, công ra này. Nào, công ra đây làm cái gì. Trên tay mình cầm Groza đó. Nó mạnh lắm. Trời ạ, mình lắp nhầm cái X6 vào. Tí nữa đi mù mắt. Ok, mình đi thôi. Không thiếu gì cả. Đây, đây, đây. Vào đấy trong bo rồi. Vừa mình thấy ở cái gần đoạn này có tiếng bắn anh em ạ. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Mình thấy rồi. À chạy à. Có biết mình ở đây không vậy? Hello bác Tài. Bác Tài đang đứng này. Ui. Bác Tài. Ui. Ui. Trời ạ. À. Thôi. Quả đấy không vào đâu. Hắt đờ heo. Vô lý. Vô lý thực sự anh em ạ. Quả đấy vậy mà không vào đầu thì hơi thấy có gì sai sai. Tiếc thế nhở. Quả đấy mà lốc được là mình đẩy vào ngon rồi. Rõ ràng là mình ngắm vào đầu mà ta. Sao lại không vào đầu ta. Vô lý thực sự. Nào thò ra đi. Biết mình rồi. Tầm này mình lắp giảm thanh nhưng mà ở hơi gần như này chắc chắn là nghe thấy mình rồi. Lấp rồi. Có hai thanh niên là cục đá. Lại hai cháu đứng cục đá. Được nha. Uống thêm bình nước đã. Uống cho đỡ sợ anh em ạ. Ra đi, thò ra đi. Mình làm tí nhở. À, cũng gọi tí, có tí gọi à. Nào. Không thò ra rồi. À, chạy à, mở góc này. Thanh niên này mở góc lên rồi. Nào. Chạy đi đâu? Ui, một thanh niên nữa này. Ui đông thế. Ui, mình tưởng có hai chứ, hóa ra là đông vậy. Đông vậy. Đông vậy. Ui giời, có thanh niên vào gần rồi, từ từ. Mình phải xử lý thanh niên gần này trước. Các bạn định dùng chiến thuật gọi như là
là cái gì nhỉ? Cái gì lừa lừa nhỉ? Mối rìu có bắt thợ à? À, trong 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 nhà được rồi. Đây tặng cho bạn quả lết này này. Quả lết này thì bạn không chết là mình cho bạn 10 tỷ. Ui, hai thằng luôn. Hai thằng luôn, một cháu. Úi giời ơi. Úi cháu này thì cũng ăn ăn quả bom này thốn lắm rồi. À chạy à? Chạy đâu? Hello anh trai. Nào. Ô, đi đâu vậy? À, lại còn chơi trốn tìm à? Chơi trốn tìm này, chơi trốn tìm này. Ủa ôi. Lại vòng ra sau à? À chơi trốn tìm với tôi à? Ui. À. Chạy vào đây này. Trốn tìm à. Nào công hết vào đây. Này thì đứng trốn tìm này. Ui đau. Nhìn mình cuối cùng. Vãi thật. Thế là bọn nó có đủ team anh em ạ. À thằng bạn công vào đến đây rồi. Này, cho bạn quả nết này. Quả này mà không chết à? Quả này thì chỉ có lên. Ui chạy vào mẹ nhà thôi. Đậu xanh. Đi ở trong khói à. Nấp nhô trong. Ủa ôi. Ủa chết rồi, mình hết đạn rồi. Còn 11 viên. Chết rồi. Khó rồi. Một thằng chết này. Từ từ đã, mình phải lém quả bom để mình vào trong này mình kiếm đạn đã. Không được, như này không chơi được. Hết đạn rồi. Ui, thôi. Đổi sang M4. Đây rồi. Nó cứu được đồng đội rồi. Từ từ. Bạn vào đây làm cái gì? Quỳnh này. Còn một thanh niên nữa thôi. Mình nhặt được súng khác rồi. Bạn nấp ở sau mấy cái gọi là cái thùng này đúng không? Quả bom 10 tỷ này. À quả bom này sẽ có trị giá là 20 tỷ đấy. 20 tỷ đấy. Ủa rồi, mình căn đâu quá. Lại này. Nào. Công vào đây xem nào. Ui không chết này. Ui ăn quả bom này thì cũng đau lắm này. Nào. À chạy vòng tròn này. Gạt luôn bạn luôn này. À chạy ra đầu này à. Chạy ra đầu này này. Ui ăn quả bom đấy thì lại bầu không phê đi. Quả bom đấy thì thôi. Nó phải cấu mất nửa cây của thanh niên này anh em ạ. Từ từ. Mình không thể để mất cây Gloza được. Vào đây bơm máu bơm nước đã. Bọn này không có thuốc đạn 7 nhở. Để mình đổi lại cây Gloza. Gloza. Chẳng cái này mà vẫn M4. Cầm M4 thì nghe vẻ nó không phong thủy anh em ạ. Từ từ. Ra mấy cái xác này xem lại anh em ạ. Còn nạn xanh thôi. Xem xác này có gì không. Không. À đấy có AK rồi. Đây được rồi. Được rồi mình vào mình đổi lấy cái lại cái logo Gloza. Gloza đang phong thủy anh em ạ. Không thể gọi như thế là đổi đi được. Đặt lại băng đạn này. Đạn thanh này. Tự lấy thêm cái Z đốt nữa. Z đốt. Đây rồi. Ôi, bấm nhầm, trời ạ. Đổi cái Z-Dot thôi mà. Đổi đồ thôi mà căng thẳng thế nhở. Đây rồi. Giá sang kia nhấy lấy đạn 7 rồi té luôn anh em ạ. Đâu đó, sang này đâu rồi, đây. Ngon, đủ đạn chơi rồi. Từ từ mình vứt bớt đi để mình nhặt thêm bom vào. Ui, vòng bo gần cuối rồi mà còn tận mười mấy thằng anh em ạ. Đồng. Nhặt thêm quả bom nữa. À, nhặt thêm đạn với bom. Vứt thêm cái phớt đi. Ok rồi. Tạm thời như này là đủ của anh em ạ. Đây. Được rồi. Đi thôi. Bảo bò vậy. Phòng bò thù khá là nhỏ rồi. Nãy giờ không ai bắn. À không. Không thằng nào chết anh em ạ. Vô lý thực sự. Ôi. Có thằng đứng ở góc nhà. À đây rồi. Có tấn quả nhà này. Ơi anh gì ơi. Ngắm nghía cái gì đây. Ủa. Ngáo à. Ủa. Tại sao lại mình công thanh niên vẫn còn đang ngắm nghía này. Vẫn còn đang ngắm nghía này. Ui mình biết là bạn lấp vào nên là mình ngừng sấy đó. Mắc lừa rồi. Có một thanh niên trong nhà này. Cờ lia luôn cái team này anh em ạ. Thanh niên này thấy mình sấy ngừng thanh niên nào ra nhưng mà ai ngờ mình căn thôi, mình lừa thôi. Tất cả chỉ là cú lừa. Bên này vừa có tiếng bắn này, ui bo thu rồi. Mình từ từ đã, thôi mình vào bo thôi. Vào trong khu nhà kia. Bo vào khu này khó bắn anh em ạ. Vào chiếm nhà trước. Chiếm nhà, đi thôi. Chiếm được căn nhà trong bo rồi anh em ạ. Nhà này không có ai. Đấy, bắn nhau kìa, smoke kìa. Ui ơi, smoke quăng kìa.
Ôi chết rồi, mình vất mất cái x3 rồi. Thôi, mình vất mất cái x3 của mình đi rồi. Thế là, ui, thế là cái khu bên đấy vừa lấy mình bắn là ở bên đấy có, à ở bên đấy có mấy cái nhà cơ. Nên là vẫn còn người anh em ạ. Đây từ từ đã. Còn 5 thanh niên nữa cơ. Dã nhau rồi. Đắp chân chờ độc lập anh em ạ. Tại vì là cái khu này nó khó công lắm. Có một mình thôi. Bây giờ mình chạy qua đường. Anh em nhìn thấy không? Bên kia bao nhiêu cái nhà như thế này. Mình chạy qua đường là thôi xác định. Nên là bo cuối rồi. Chúng ta cũng từ từ. Đây mình nhìn một thằng này. Nào. Thò ra. Ui dồi ôi. Đúng lúc nó ngồi xuống anh em ạ. À chạy này. Chạy này. À một thằng đứng góc tường này. Góc tường này. Ăn ngay viên ốp vào đầu. Ăn. Ui dồi ôi. Ăn ngay viên ốp vào đầu anh em ạ. Ăn ngay viên ốp rồi. Ui chết rồi, hết đạn ốp. Từ 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 từ. Bạn ơi đừng bo ạ. Đừng. Đúng rồi. Đừng bo ạ. Hí hí. Lại được thêm mạng nữa anh em ạ. Ngon thực sự. Thế là còn một thằng ở trong cái nhà xanh nữa. Với còn tiếng bắn ở bên mấy cái nhà đỏ. Như vậy là mình đoán là còn tầm 2 team. Không, chắc mình nghĩ là phải tầm 3 team ấy. Tại vì thằng này còn một. Thằng bên này chỉ còn một thôi. À, công nhau rồi. Bắt đầu chuẩn bị dã dò. Ui, mình trong bo à. Ui, đẹp quá. Bo này thì phê rồi. Nếu mà là trong những cái khu... À, thấy rồi, mình thấy rồi này. Nếu mà trong những cái khu ngoài đồng hay là ấy thì mình sẽ công ngay. Mình sẽ lấy xe đi mùa ngay. Ui rồi. Ui, không trúng này. Nhưng mà... Ui ơi, đau thế. Có thằng M24 vã mình ở đâu thế? Đầu nhà. Như vậy là vẫn còn mấy thằng ở khác nữa. Nhiều team thế nhở. Còn 3 thằng. 3 thằng nữa anh em ạ. Cái thằng bắn mình ở đâu ta? Bạn để lại lộ vị trí lại hộ mình cái. Bò này. À. Đây rồi. Mình bắt được bạn rồi nhá. Nào. Này để xem là ốp mình nhanh hơn hay là M24 bạn nhanh hơn này. Nào bây giờ thì bạn nhảy tiếp hộ mình cái. Đã ai nhanh hơn. Này thì vẫn ngó này. Ốp của mình nó cứ phải gọi là tốc độ bàn thờ. Ui giời, thanh niên này mới cứ ngó mình làm cái gì. Thế là còn 2 thằng thôi. 2 thằng bên kia. À một team. Được thực sự. Ốp của mình bây giờ nó nhanh lắm. Nó chết một cách mà không biết đâu mà lần. Không hiểu tại sao chết nữa cơ anh em ạ. Bụp phát cái là thôi. Thấy mẹ luôn. Ui bo này. Ui. Mình trong bo. Thế thôi. Top 1 là đây chứ đâu. Quẩy sớm rồi. Ôi quẩy đi dần đi là vừa. Chắc chắn top 1 rồi. Bo này mà không top 1 nữa thì xóa game này. À. Chạy à. Nào chạy ra đây. Này. Bạn chạy. À nhảy xuống rồi. Chuẩn bị chạy. Đây này. Mình đắp hóng trước quả bom cho bạn này. Demo. À chạy rồi à. Chạy này. Chạy đi đâu. Ui dồi ôi. Mình demo cho quả bom như thế thì. Chạy này. Còn một thanh niên nữa thôi. Đây, đây, mình nhảy xuống. Chỗ này mình có cái viền tường cực đẹp luôn này. Nào. Bây giờ thì một pha solo 1-1. Và phần thắng, phần thưởng là chắc chắn là thuộc về Linh ATM rồi. Tại sao lại không thuộc chứ? Anh em nhìn bo như thế này thì nó làm sao mà chạy được. Nào bây giờ chạy kiểu gì? Bạn vẫn ở trong căn nhà ấy đúng không? Chạy làm sao được. Ui bom, nó quăng bom đến chỗ mình. À, sờ mốc. Có tiếng, tiếng bên trái. À, thằng này vòng thằng trái rồi. À, đây rồi. Nào, ra đây. Ra đây này. Ui. Nó cứ phải gọi là siêu phẩm anh em ạ. Không thể nào mà chạy được. Đấy. Ăn ngay cái top 1 vào mồm anh em ạ. 27 kill lận. Ok. Là mình cũng vừa hoàn thành xong một trận đấu solo squad anh em ạ. Tổng số mạng mình kiếm được là 27 kill. Một số lượng gọi là khá là lớn. Toàn những cái pha gọi là công nhà bắn nó cứ được gọi là vã mồ hôi anh em ạ. Đấy. Anh em nào thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh và comment nội dung anh em mình muốn làm ở bên dưới nha. Mình sẽ đọc hết và tiếp thu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn em những clip tiếp theo. Ủa 3.800 anh em ạ. Quá nhiều. Bye anh em nha.